Có nghĩa là cha mẹ bà con dù có thương con cỡ nào cũng không bằng cái người mà hướng về chánh đạo, lấy cái đạo đức, lấy cái nhân nghĩa, lấy cái sự tu tập đó hướng cho con mình là tốt hơn. Cái ý là như vậy. Nhưng mà nếu như mình không nghe câu chuyện này, mình nói ủa tại sao Đức Phật nói vậy là sao? Thì Đức Phật nói dù cha mẹ có thương con cỡ nào, tại sao ông bây giờ ông nói ông không thương nữa? Nhưng mà thật ra nói không thương, nhưng mà thật ra thương còn hơn khi ông chưa chứng quả nữa. Khi ông chưa chứng quả, ông nói ông thương hai đứa con làm mẹ hơn. Nhưng mà cái thương đó không bằng cái tình thương là đi tu tập giải thoát, lấy cái dùng công đức giải thoát này mà hồi hướng cho con, cho chồng, cho vợ của mình, cho gia đình mình, còn hơn cái phước báo mình thương ngoài thế gian. Mình thương ngoài thế gian là thương sao quý vị? Là thương còn cái ái. Nhưng mà cái thương của vị này đi xuất gia rồi vẫn thương con mình, nhưng mà không bằng là phải hướng thương bằng cái tâm này. Thì cái này, điều này để cho mình một bài học. Mình thương con cái mình, thay vì mình cho nó tiền của thiệt nhiều, mình cho mà không bằng mình sống đạo đức, phước đạo đức. Mình cho con cái mình cái đạo đức nhân nghĩa lễ ở đời, thì cái đó phước báo hơn. Thì cái ý là cái này để mình học bài học. Thay vì ví dụ hôm nay quý vị nói ở nhà không ai nấu cơm cho ăn, tôi phải bỏ tu không tu, ở nhà nấu cơm cho con ăn vẫn được, nhưng mà cái phước nó không bằng. Thay vì thôi mình cho con mình hôm nay tự túc bữa đi, mình đến chùa mình tu, mình lấy công đức đó, thì công đức đó nó hơn cái tình thương này, nó hơn cái tình thương là mình ở nhà mình chăm cho con mình. Cho nên là cái công đức tu tập nó phước báo lớn hơn. Cho nên Đức Phật mới nói dù cha mẹ có thương con cỡ nào mà cũng không bằng cái tâm hướng chánh làm được điều đó mới là tình thương cao thượng. Đó là cái điều 43. Thế cho nên quý vị thấy cuộc đời mình trong cuộc sống này đó, nhiều cái nó còn có khổ là cũng vì lủng quẩn trong cái tình thương này. Cho nên là chia sẻ quý vị luôn bốn điều mà con người cứ khổ hoài không làm được, cứ khổ hoài là vậy đó. Thứ nhất á, là không nhận diện được chính mình. Quý vị thấy có phải vậy không? Nhiều khi mình đâu có nhận diện được chính mình đâu. Không bao giờ mình thấy ai làm gì, nhiều khi mình không thấy. Cho nên mới kể quý vị nghe, có một cái con rắn con, nó hỏi con rắn mẹ: mẹ ơi, tại sao mà người ta hay kêu là cái đồ rắn độc, hay chửi cái câu đó, hay kêu là cái đồ rắn độc vậy mẹ? Thì con rắn mẹ nó mới nói là tại vì những con rắn như rắn hổ mang, rắn lục, những con rắn mà rắn hổ dữ tợn thì nó có nọc độc, và nó có thể cắn, nó nọc độc của nó, cho nên người ta kêu hay mượn cái đó là dùng là kêu đồ rắn độc. Tại vì nó có nọc độc cho nên người ta kêu rắn độc. Thì cho không có cái người con mới nói là vậy thì tại sao á, con thấy khi mà người con người mà thấy cái gì nguy hiểm á, họ cản trở người ta đi vào đường nguy hiểm, họ nói đừng có vào đó, vào đó là miệng hùng, hang hùng miệng rắn, miệng hang hùng miệng rắn, là tại sao nó nói như vậy? Rồi tại sao nhiều khi á, người ta con người đó gian dối xảo trá, giống như là sống giả dối, người ta nói là khẩu Phật nhưng mà tâm xà. Thì con, quý vị thấy nó ý nghĩa, thì con rắn con nó hỏi như vậy. Thì người theo quý vị giải thích sao? Tại sao cứ mượn cái con rắn mình mà để nói như vậy đó, con rắn con nó hỏi vậy. Thì con rắn mẹ mới nói là thì tại vì á, con rắn mình đúng, tại có những con rắn nó có nọc độc, nó cắn chết người. Cho nên người ta mới nói là khẩu Phật mà tâm xà, là tại vì cái miệng nó ngon, nhưng mà khi cái tâm đi hại người, mà có những con rắn độc mình nó có nọc độc nhưng mà nó cắn người, làm cho người ta chết người. Cho nên là người ta mới kêu là khẩu Phật tâm xà. Thì người con rắn con nó cũng chưa chịu thua, nó hỏi tiếp, nó nói ủa vậy thì con thấy cái nọc độc á, nó cũng rất là lợi. Người ta bên y học người ta có thể chế để làm thuốc, chứ đâu phải cắn người nguy hiểm đâu, có thể chế làm thuốc. Rồi có con rắn á, nó có thể xua đuổi những con chuột để làm cho mùa màng, giúp cho mùa màng tốt hơn, thì tại sao mà người ta lại nói như vậy con? Thì lúc đó cái con rắn con nó mới nói tiếp, con thấy nhiều khi con người nó còn độc hơn con rắn nữa, mà tại sao họ không kêu mà dùng họ cái tội, đổ cái tội độc lên cho con loài rắn của mình? Thì người mẹ mới nói là thì tại vì con người không có chịu soi lại chính mình, không có thấy mình, cho nên cứ nghĩ cứ đổ cho con rắn là độc thôi, nhưng mà con người nhiều khi còn hại người, còn dễ sợ hơn nọc độc nữa. Các vị thấy nó ý nghĩa không? Hai câu chuyện về hai mẹ con rắn nói với nhau thôi. Bây giờ mình mới hiểu tại sao mình hay kêu rắn độc, là tại vì nó có cái độc thôi, nhưng mà đâu phải lúc nào nó cắn người đâu. Nhưng mà con người nhiều khi còn hơn cái độc,
nhưng mà không thấy, không thấy chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói cái ý này nè, cái điều mà con người đau khổ nhất, thứ nhất là không nhìn thấy chính mình. Mình nhiều khi mình đâu có thấy đâu, mình tham lắm mà mình không thấy. Mình nói, ủa tôi chỉ ra tôi thấy cái ổi ngon tôi hái cái, tôi đâu phải tham đâu, tôi thích thôi mà. Nhưng mà cái đó là lòng tham đâu, mình không biết. Hoặc là mình đi ra ngoài bàn tới đây mình thấy, ví dụ gói xôi gói chè ai để ngon có bóc bỏ vô túi mình nói thôi đem về ăn. Nhưng mà mình không biết, nhưng mà cái đó là tham rồi. Mình khởi cái niệm tham, nhưng mà mình không thấy. Nhưng mà có những người nhiều khi chỉ rồi mà còn không thấy nữa, chứ cũng không chịu nhận nữa, không thấy cái lỗi của mình, không nhìn thấy được chính mình. Cho nên hai có một cái, mình không nhìn thấy chính mình là mình có mắt mà cũng như mù. Thì có một cái anh mù này tới nhà người bạn chơi. Thì bắt đầu đêm trước khi về, người bạn mới nói anh cầm cái đèn đi về. Thì người mù mới nói liền đó, tôi mù có thấy đâu mà cầm đèn làm gì. Để quý vị thấy sao là... đó, thấy hay không? Dựa giác hiểu rồi đó. Thì người bạn mới nói không phải ông cầm cái đèn để ông thấy đường, nhưng mà ông cầm cái đèn sáng để người khác thấy cái thấy ông sáng, để đừng có đụng vô ông. Tại mù mà cứ đi thôi đâu có biết gì, đừng có đụng vô ông. Nhưng mà đang đi vậy đó, cầm cái đèn rồi, đang đi tự nhiên có người tùng tông vô một cái, ông tức quá ông sân lên ông chửi bộ ông đuôi sao không thấy tôi cầm đèn. Thì người khác mới, người kia mới nói làm sao, nói cái đèn ông đã tắt lâu rồi mà ông không thấy. Thì giống như vậy, nhiều khi mình chỉ, mình không thấy cái lỗi của mình mà người ta nói rồi, nhiều khi mình cũng không để ý. Thì cho nên rất là nguy hiểm, cái mà mình không thấy được chính mình nó làm cho mình đau khổ mãi. Mình còn tham, còn sân, còn si, còn đủ thứ cái tham, cái phiền não hết, mình không thấy cho nên mình cứ ôm nó mình khổ. Cái thứ hai, cái khổ thứ hai đó là gì quý vị? Buông không được. Quý vị thấy cái này khó lắm nè. Mình dễ gì mình buông được những cái những mình có, những cái vật chất, tiền tài, gia sản, gia đình, vợ chồng, con cái. Nói chung là buông không được. Cái đó là một phần, nhưng mà về cái phiền não đó, phiền não mình buông không được, rất là khổ. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị này tu chứng ngũ thông, tu ngoại đạo nhưng mà chứng được ngũ thông, còn lục chưa có lục thông. Quý vị, là cái thông thứ sáu là thông gì quý vị nào nhớ không? Xin nhắc lại hết trơn đi. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, cái gì thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông là cái thứ sáu. Là cái gì? Là đoạn diệt hết tất cả phiền não. Ngoại đạo họ vẫn tu, họ có thể bay trên nước, vượt trên nước, bay lên mây xuyên, làm được hết. Nhưng mà chỉ có một điều họ làm ma chướng đó, họ làm ma không làm được, đó là gì? Lậu tận thông, tức là đoạn diệt hết tất cả phiền não. Cho nên là nếu mình, cái người này tà đạo tu chứng được lục thông, thì nhưng mà có một đặc biệt là nói pháp rất là hay, nhưng mà chưa diệt được phiền não. Thì trời đế thích một hôm là đi xuống để nghe pháp. Thì đang nghe ông này thuyết pháp hay quá, ngài trời đế thích ngồi khóc. Thì ông này mới ngạc nhiên, nói, ủa tại sao mà tôi thuyết pháp có hay không mà ngài đế thích mới nói rất là hay. Nói vậy tại sao ngài khóc? Thì ngài trời đế thích mới nói là tại vì tôi thấy ông sắp mạng chung. Thì vị này mới ngạc nhiên, nói bây giờ có cách nào để giúp tôi khỏi bị mạng chung không? Khỏi bị chết như chết ngang như vậy không? Thì vị trời đế thích mới nói bây giờ chỉ có Đức Thế Tôn mới cứu được ông. Bây giờ ông cùng tôi đi tới. Thì ông dùng thần thông ông bay đi. Thì ông đang bay đi, ông thấy ở dưới cánh đồng có hai cây ngô đồng nở hoa đẹp quá. Ông hạ xuống, ông hái hai cây ngô đồng đó đem tới cúng dâng Đức Phật. Thì tới dân vừa dâng lên chuẩn bị cúng cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là ông tới đây vì mục đích gì? Cúng dường để vì mục đích gì? Thì ông mới nói rằng xin ngài chỉ cho con cái pháp nào tu mà để đừng có bị chết. Thì Đức Phật nói ông hãy buông, chỉ nói một câu thôi. Ông này nghe vậy tưởng là buông cây ngô đồng, thì ông buông cái tay trái xuống, cây ngô đồng bỏ xuống. Thì Đức Phật nói hãy buông nữa. Thì ông này nghĩ còn tay cái bông nữa, thả xuống luôn. Đức Phật mới nói buông tiếp. Thì ông mới ngạc nhiên, nó ủa hai cái bông con buông hết rồi còn buông gì nữa. Đức Phật mới nói ta biểu ông buông á là buông đừng có dính vô sáu trần. Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình còn đắm vào sắc đẹp, đắm vào âm thanh, lời ngon tiếng ngọt,
còn đắm vào cái vị, cái lưỡi, rồi cái lưỡi. Nói chung còn sáu căn của mình còn đắm vô sáu trần là còn khổ. Cho nên ta bị ông buông đừng dính vô sáu trần. Cái thứ hai là buông đừng chấp vào sáu căn. Tại vì mình chấp cái mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân, cái ý của mình là của mình. Cho nên cái gì mình đập vô mắt mình cho vừa ý, mình cho nó đúng. Cái gì mà trái tai mình, trái ý mình cho cái đó là sai. Cho nên là đừng chấp vào sáu căn, đừng dính vào sáu trần, và đừng chạy theo những cái ý thức của sáu căn tiếp xúc với sáu trần, là ông sẽ hết khổ. Thì nghe như vậy thì ông này ngộ và chứng được quả A-la-hán ngay tại chỗ. Quý vị thấy dễ chứng không? Ngày xưa tu dễ chứng à? Còn đây mình nghe biết bao nhiêu rồi, hôm nay tới pháp cú thứ 43 mà có ai chứng gì chưa? Chưa. Có trở chứng thôi mà không quý vị? Thì hôm nay thì Đức Phật nói rất là ý nghĩa. Thì cái buông mình tập nó dễ lắm quý vị. Bây giờ mình tập mình không làm khó như cái hồi nãy Đức Phật cho dạy cho một cái vị ngoại đạo. Còn như mình tập dễ lắm. Ví dụ mình tập từ từ thôi, không cần khó. Ví dụ trời lạnh quá, thay vì mình ngồi mình khổ, mình than sao lạnh quá, thì làm gì? Lấy cái áo mặc vô là mình biết chuyển rồi đó. Mình biết buông cái lạnh, mình chuyển rồi, mình không khổ. Mình nói tại sao lạnh quá, rồi cứ trách trời, nó sao thời tiết năm nay khó chịu quá, là tự nhiên mình khổ. Mình buông bằng cách gì? Ngay là thấy lạnh, đi lấy cái áo mặc vô. Đi ra đường mà đang kẹt đường mà mình đang gấp, thay vì mình khổ, mình cứ chấp vào cái xe kẹt đường mình khổ, lúc đó thôi mở cái máy ra ngồi nghe pháp, khi nào nó thông mình đi. Là cái đó mình biết cách chuyển, mình biết cách buông. Hoặc là ai mình ôm cái gì khổ quá, mình nghĩ cái người đó đang làm xấu, đang làm cái điều mà trái với cái với mình, làm điều xấu cho mình, trái với mình, thì bây giờ mình nghĩ tới những cái tốt á, mình chuyển qua cái hướng tốt, mình đừng có nghĩ cái xấu họ làm nữa thôi. Mình tự tập mình buông thôi, chứ không ai chuyển được chính mình hết. Cho nên là cái điều quan trọng mình phải biết chuyển. Mình chuyển, mình thấy cái gì khổ quá thì đừng nghĩ về cái khổ nữa. Cho nên cái điều thứ ba, mà thứ hai là buông không được, mà điều thứ ba là nuối tiếc quá khứ. Rất là khổ quý vị. Đức Phật dạy rồi, quá khứ không truy tìm gì nữa quý vị, tương lai không ước vọng. Tại vì quá khứ thì đã qua rồi, mà tương lai thì chưa đến. Cho nên ở giây phút hiện tại này, thì mình cứ sống ngay hiện tại. Ví dụ hiện tại ok, mình cứ nhìn với hiện tại. Còn cái gì, cái tương lai nó có xấu, hoặc là cái gì tốt có mình cứ tiếc hoài. Mình nói sao bây giờ vợ tôi, chồng tôi, con tôi sao sống tệ quá, sao nhớ ngày xưa tốt quá. Rồi mình cứ ngồi so sánh là mình khổ mãi. Cho nên là mình cứ chuyển, mình phải biết chuyển. Cho nên rất những cái điều rất là cần. Thứ nhất là không nhìn thấu chính mình, thứ hai là buông không được, thứ ba là gì quý vị, tiếc nuối quá khứ. Có ôm cái đó rồi mình khổ mãi. Cho nên mình học lời Phật để gì? Để mình biết khi gặp những cái chuyện đó mình biết ứng dụng là mình hết khổ. Cho nên cái phước đức tu tập nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta cần tu tập. Phẩm Hoa là chúng ta sẽ học hai cái bài kệ pháp cú luôn, là 44 và 45. Thì quý vị biết tại sao mà lúc bây giờ Đức Phật ví dụ dẫn chứng những cái dùng dẫn chứng những cái vụ trong ngày là dùng hoa để dẫn chứng không? Chắc không biết. Là lúc bây giờ khi mà Đức Phật còn tại thế đó, là thời Đức Phật á, là người Ấn Độ họ có cái tục lệ là lấy hoa xỏ thành cái vòng để đeo. Cho nên là Phật dùng cái hoa này để ví dụ, tại vì nó là cái tượng đặc trưng của người Ấn Độ, là cứ hay đeo vòng hoa. Quý vị nhớ đợt mình đi Ấn Độ không? Qua tới nơi có tặng cho mình người vòng hoa đó. Thì đến bây giờ họ vẫn còn, là cái tục lệ của người Ấn Độ là kết hoa thành tràng để đeo. Cho nên Đức Phật nhiều cái bài kệ pháp cú Đức Phật dùng hoa để ví dụ. Thì cho nên hôm nay chúng ta học cái phẩm hoa. Thì và hai câu pháp cú 44 và 45. Thì lúc bây giờ là các tỳ kheo ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, ở thành Xá Vệ tỉnh Xá Kỳ Viên, các tỳ kheo đang đi hoa vân du hóa độ với Đức Phật vừa trở về tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì lúc bây giờ các thầy mới ngồi lại bàn tán là đất vùng này, tại đi nhiều nơi mà sau khi đi nhiều nơi trở về lại, thì các thầy ngồi với bàn nó là đất vùng kia tốt, đất vùng nọ không đẹp, đất vùng đó đất sét, vùng kia là sét đen, vùng kia sét đỏ, vùng kia đất màu mỡ. Ngồi bàn luận, thì đang ngồi bàn luận như vậy thì Đức Phật mới đi đến.
Đức Phật mới hỏi, thì Đức Phật mới nói, thay vì các ông ngồi bàn luận về đất ở bên ngoài, mình phải soi lại cái đất tâm ở trong lòng của mình. Thì nhờ cái nhân duyên đó, Đức Phật mới nói cái này, và Đức Phật mới dẫn dụ hai câu pháp cú. Pháp cú thứ 44 là Đức Phật nói, cái này mới đọc qua thì quý vị chắc sẽ khó hiểu, nhưng mà để giải thích quý vị luôn là: ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo kết hoa. Quý vị đọc mình đâu có hiểu đúng không? Nghĩa, ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo kết hoa. Là cái câu này Đức Phật nói, ai chinh phục đất này, đất này Đức Phật dẫn dụ đó là đất tâm. Là ai mà chinh phục được cái đất tâm của mình, và dạ ma thiên giới này, dạ ma là gì cơ? Là chỉ cho bốn cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì Đức Phật mới dẫn dụ, chinh phục được cái đất tâm, và đặc biệt cụ thể hơn là chinh phục được bốn cõi, cái cõi dạ ma, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, và thiên giới này, và ngay cả cõi thiên giới luôn, mình chinh phục được những cái cõi đó. Và Đức Phật mới đặt cái câu hỏi, như vậy thì ai mới là người khéo giảng pháp cú? Và người nào mà khéo giảng pháp cú thì người đó như người khéo kết hoa. Tại vì lúc bây giờ là người Ấn Độ, người nào kết trà hoa, người đó rất là khéo, ngồi tỉ mỉ kết từng cái hoa lại thành trà. Cho nên Đức Phật mới nói pháp cú này. Thì câu pháp cú thứ 45 là Đức Phật trả lời cho cái câu hỏi trên, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Thì Ngài mới nói câu 45 là: hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo kết hoa. Tức là chỉ cho bậc hữu học mới khéo chinh phục được đất tâm. Và bậc hữu học này là bậc gì quý vị? Không phải là người học cho nhiều chữ gọi là bậc hữu học. Không phải, mà cái ý bậc hữu học trong cái kinh pháp cú thứ 45 Đức Phật nhấn mạnh đó là gì? Là người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, tức là ba quả vị. Nếu mà đạt tới A La Hán thì thành thánh rồi. Cho nên ba cõi đầu, ba cái quả vị đầu Đức Phật gọi đó là bậc hữu học. Hữu học chinh phục đất, tức là người mà đạt được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, gọi là người đó là người hữu học, tức là chinh phục được cái tâm, đất tâm của mình, là chinh phục được cái những cái trạng thái phiền não, những cái hiểu được cái định luật nhân quả, tin định luật nhân quả và tu tập, gọi là bậc hữu học. Và người hữu học đó mới xứng đáng để giảng pháp cú, hữu học giảng pháp cú như người khéo kết hoa. Rồi quý vị thấy Đức Phật dẫn dụ rất là hay. Nhiều khi mình đọc mình không hiểu, là bậc hữu học mới là chinh phục được cõi dạ ma và cõi thiên giới. Cõi thảm dạ ma thì vừa mới nói quý vị là ba cõi, cõi gì? Bốn cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì thưa quý vị có biết tại sao Đức Phật dẫn dụ cái đất, đất tâm của đất ở bên ngoài, gọi tâm mình là đất? Tại sao không gọi là nước? Tại sao không gọi là lửa mà gọi cái, cho cái tâm mình là đất? Đất hứng chịu tất cả. Thì thưa quý vị là cũng Đức Phật mới dẫn dụ, nói Ngài dẫn dụ cái tâm mình gọi là cái đất, là đất, là tại vì là gì? Là đất có thể sanh ra muôn vật. Quý vị thấy đúng không? Đất là sanh ra muôn vật, nhà mình cũng ở trên đất, mình xe cũng đi trên đất, và sanh ra trồng trọt mọi thứ đều phải nhờ đất. Ngay của quý vị thấy không? Có những cây nước thì nước, nhưng mà nó phải có đất, nó phải lên từ đất. Thì đất là sanh ra muôn vật, thì cái tâm mình là sao? Cũng sanh ra muôn vật thôi. Những cái vật, những cái bàn thờ, những cái đèn do cái tâm con người nghĩ mà tạo ra hết. Cho nên trong kinh gọi là, có một cái bài kinh gọi là kinh Tâm Địa Quán. Cho nên mình hay dùng á, nói tâm địa người đó rất là ghê sợ, tâm địa người đó rất là dễ hung dữ. Mình dùng cái từ tâm địa mình quen rồi, nhưng mà thật ra đúng trong kinh Ngài cũng có nói tâm địa. Là tâm địa hai từ mình gọi chung, nhưng mà thật ra tâm tức là địa, và địa tức là tâm, địa tâm, tâm 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 địa đó. Thì như vậy là cái câu pháp cú này rất là ý nghĩa, Đức Phật dẫn dụ tại vì tâm sanh ra muôn pháp. Cho nên quý vị có từng nghe cái câu mà nhất niệm tam thiên không?
là cái ý nó sao quý vị có đã từng nghe hiểu chưa? Tâm giới duy tâm. Tâm giới duy tâm là du như là ba cõi là như tâm của mình, nhưng mà có cái câu là nhất niệm tam thiên, một niệm mà có thể dung chứa cả 3.000 thế giới. Thì để dẫn chứng quý vị 3.000 thế giới là gì luôn, tại cái tâm mình nó dễ sợ lắm. Là một niệm là gọi là gì quý vị? Một niệm tức là một cái ý tưởng, một cái sát na, một cái thời khắc ngắn nhất gọi là nhất niệm, gọi là một niệm. Mà trong một niệm này nó chứa cả 10 cõi. 3.000, tại trong kinh Hoa, trong tông Hoang, tông Thiên Thai họ giải thích đó, là 10 cõi, 3.000 thế giới, tức là thứ nhất là 10 cõi là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thành gì nữa quý vị? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, là 10 cõi. Thì 10, trong mỗi cõi nó có dung chứa cả 9 cõi kia. Mỗi cõi nó dung chứa cả 9 cõi kia. Thì cho nên 10 nhân 10 là nhiêu? Là 100. Mới 100 thế giới à. Rồi còn gì nữa? Và 100 thế giới này nhân thêm 10 cái như thị, tức là cõi nào cũng dung có cả cái gì, như thị thập như thị đó, như thị nhân duyên quả báo bổn mạng cứu cánh, như thị thể, như thị lực, như thị bổn mạng cứu cánh, những cái thập như thị đó là gồm có 10 cái điều, là những cái đó đều có nằm trong cái phần nhân duyên, đều nằm trong cái lý là quả báo, cái quả như vậy, cái nhân như vậy, cái quả như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái tác như vậy, cái thể như vậy, cái lực như vậy, cái dụng như vậy. Thì gồm có 10 nữa thì 100 mà nhân 10 tức là 1.000. Mà 1.000 và trong mỗi cái cõi của 10 giới hồi nãy chúng ta mới nói, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gồm có 3 điều cần có, tức là quốc độ, chúng sanh và ngũ ấm. Cái cõi nào cũng có quốc độ, tức là một nước, rồi chúng sanh tức là con người, muôn vật, và ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì 1.000 mà nhân 3 là thành 3.000. Thì theo cái tông Thiên Thai họ giải thích 3.000 thế giới là như vậy. Vậy thì một niệm mình dung chứa cả 3.000 thế giới, tức là một niệm có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, người, rồi gì nữa? Thành văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Nếu một niệm mình, hồi nãy giờ chúng ta một niệm chánh niệm tu, thì cái đó lúc đó ý niệm mình là Phật hiện tiền rồi, mình không còn có phiền não. Thì ý niệm mà cõi địa ngục thì sao? Ý niệm mà khổ đau. Ta dùng từ cái địa ngục chúng ta dễ hiểu là bực bội, tức tối, nhức nhối, không chịu nổi. Cái đó là địa ngục. Khi tâm mình ở trạng thái như vậy thì mình đang ở địa ngục. Còn trạng thái chúng ta đang ở cái cõi ngạ quỷ thì sao quý vị? Đói khát. Những nơi họ đói khát đó, là cái đó là ngạ quỷ. Rồi trạng thái của không bất chấp luân thường đạo lý, si mê, bất chấp luân thường đạo lý, cái đó là gì? Súc sanh. Còn Atula là gì? Sân giận, đánh nhau, chửi nhau, vợ chồng, con cái, anh chị em sân giận, chửi bới, đánh nhau, thì cái đó là Atula. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi cõi người thì đâu, chúng ta đang tu ở cõi người. Cõi người là cái nhân là làm đầu, tức là cũng có cái từ bi. Rồi cõi trời là được sung sướng, chúng ta khi mà sống được ăn uống đầy đủ, vật chất đầy đủ, cái đó là cõi trời. Cái tâm niệm mình đang hưởng thụ gì đó thì cái đó cõi trời. Rồi thanh văn. Thanh văn là gì quý vị? Tại sao gọi là quả thanh văn? Tức là nghe, thanh là nghe, thanh là âm thanh, và văn là nghe từ lời của Đức Phật để chứng quả tu tập, là các vị A-la-hán, gọi là thanh văn. Rồi duyên giác, Bồ Tát, Phật. Quý vị có phân biệt được duyên giác với Phật không? Phật độc giác với Phật không? Duyên giác độc, hay là còn gọi là độc giác, tức là tự tu tự ngộ, đang ngồi quán, thấy cây rơi lá rụng, quán ngộ được lý nhân duyên, ngộ được lý vô thường mà chứng quả, cái đó gọi là độc giác. Hay là duyên giác, duyên tức là nhờ cái nhân duyên nào đó mà được thành Phật. Và thanh văn, duyên giác trong cái tâm niệm mình, cho nên nhất niệm tam thiên là dung chứa cả 3.000 thế giới. Nhưng mà mình cái chính là nó có 10 cõi thôi nghe quý vị.
mình đọc mình nói 3.000 thế giới, không phải là thế giới này có 3.000 thế giới, nhưng mà đúng ra có 10 cõi thôi, nhưng mà nó nhân, nó gồm có những cái nhân tố đó nữa mới kết hợp thành gọi là 3.000 thế giới. Thì ý là cái ý này để làm gì, con số tượng trưng thôi, chỉ cho là cái tâm mình dung chứa cả vũ trụ, cả muôn loài muôn vật, cho nên gọi là con đó là con số, nhưng mình dùng cái ý đúng nhất là dung nhiếp cả 3.000 thế giới. Thì mới kể quý vị dẫn chứng một cái ý này để mình thấy là mình phải chuyển tâm như thế nào. Là có một anh này ở một cái làng chuyên làm nghề câu cá. Thì một hôm là trên đường đi câu về, một anh thanh niên trên đường đi câu về thấy một người ăn xin, ngồi đói, xin ăn đói. Anh này thấy tội có được con cá mới cho người ăn xin. Và thấy người ăn xin mừng quá, lấy ra nướng, đốt lửa nướng tại chỗ ăn hết đói. Anh này mừng quá về khen, nói với bạn của mình là hôm nay tôi làm được việc tốt, là tôi giúp cho một người ăn xin được no bụng. Thì người bạn mới nói rằng anh giúp vậy chưa có đúng, anh phải giúp cho ổng có một cần câu để ổng tự câu cá ổng ăn. Chứ còn anh giúp một hôm nay về ngày mai anh không tin, anh ra coi lại đi là thấy ổng còn xin tiếp. Thì đúng là ngày hôm sau người bạn này cũng đi luôn, hai người cùng đi. Trên đường đi câu cá về thấy ổng cũng nằm đói lả xin tiếp. Thì bắt đầu người bạn kia, một người cho con cá tiếp, rồi một người cho cả cái cần câu. Rồi hai người này về cũng mừng rồi, nói là chuyến này giúp ổng vừa có cá ăn mà có cần câu để ổng đi câu. Thì về gặp một người bạn thứ ba, người bạn thứ ba nói cũng chưa chắc, bảo đảm ổng sẽ còn ăn xin nữa. Tại vì các anh cho cái cần câu mà không chỉ ổng cái cách câu, cách nào để câu cá, cách nào để móc mồi vào, cách nào để câu cá bự cá nhỏ, cách nào câu như thế nào, không chỉ họ cái cách thì làm sao họ biết. Thì hai người này rủ, nó không tin thì rủ, mai rủ thêm người ba người đi câu về. Rồi gặp ông già đúng là thả cần câu nằm bên, đạp lên nằm ngủ xin ăn tiếp. Thì hai người này mới cho tiếp con cá, cho tiếp cần câu, và người bạn thứ ba thì chỉ cái cách để câu cá. Rồi ba người này mừng nữa rồi, nói hôm nay vậy là mình làm vậy là tốt rồi, theo quý vị vậy đủ chưa? Đã cho con cá, cho cần câu rồi chỉ cách câu nữa, như vậy đủ chưa? Thiếu gì? Thiếu mồi hả? Cái đó mồi tự nhiên ông tự tìm được rồi. Nhưng mà theo quý vị thấy vậy là đủ chưa? Ba người này nghĩ là đủ rồi, mừng rồi. Đã mình đầy đủ hết rồi, trang bị cho ổng con đầy đủ hết rồi. Thì khi mà về thì gặp một cái ông lão ở trong làng, thì ổng mới nói rằng ba vị làm chưa vậy cũng chưa đúng. Cho con cá rồi, ăn rồi, cho cần câu rồi, chỉ cách câu rồi vẫn chưa đúng. Ba người này cũng ngạc nhiên, ba người này ngạc nhiên, nó ủa tại sao còn chưa, đâu còn cách nào nữa đâu, hết cách rồi. Thì ông lão mới nói rằng cách gì? Rồi bán. Thì ông lão mới nói rằng là dù ông này cái tư tưởng của ổng là chưa bao giờ có cái tư tưởng tự lập để kiếm sống, cái ăn xin nó đã thấm vô trong máu rồi, cho nên nó thói quen rồi, nó quen rồi, mình cho chưa chắc ổng đã chịu đi câu. Tại vì cái tư tưởng ổng chỉ biết là mở mắt ra đi xin ăn, mở mắt ra đi xin ăn, chỉ biết xin và xin, chưa bao giờ có cái tư tưởng là đi làm để kiếm sống. Cho nên các anh phải làm sao để chuyển cái thái độ sống của ổng. Là cái đó quý vị thấy là cái gì? Là tập quán nghiệp rất là nặng nề. Đã nhiều vị quý vị thấy đó, kêu đi tu hoài, đi tu tập không chịu đi, nhưng mà ở nhà coi phim chưởng rồi, hoặc là chơi bài, hoặc là thót còn chơi này kia, thì đó là tập quán rồi, họ quen rồi, khó bỏ, rất là khó. Thì cho nên cái ông lão mới nói rằng là cho ba cái đó cũng chưa đủ, mà phải làm sao chuyển thay đổi cái thái độ sống của ông cái người ăn xin đó. Thứ nhất đó là thay đổi thái độ sống của ông, quan niệm sống, thái độ sống, cách nhìn. Và thứ hai, các anh có thấy là mỗi lần câu con cá đâu phải bỏ xuống là câu được liền đâu, mà phải chờ, phải đợi, phải chỉ cho ông cái cách nào để kiên nhẫn để câu được một con cá, là ý thứ hai. Là ý thứ ba nó đặc biệt hơn nữa, là vì cái ý này mà cho nên ông này suốt đời cứ ăn xin. Tức là phải xây dựng cho ông một cái niềm tin. Ông lão mới dẫn chứng là cách đây mấy hôm tôi có gặp cái người ăn xin đó, tôi có nói rằng là tại sao anh còn khỏe,
mà anh không đi làm để kiếm sống mà anh lại đi ăn xin. Thì cái người này trả lời với tôi là gia đình tôi ba đời mấy đời này sinh ra cứ ăn xin, số tôi là khổ như vậy quen rồi. Cho nên anh giỏi anh làm được, còn khả năng của tôi chắc không đi làm gì được đâu, chỉ biết ăn xin thôi. Tức là họ không có niềm tin, không tự, họ tự kêu là cái gì? Tự ti mà cảm, nghĩ là mình không bằng người. Nhiều người nói đó, thôi tôi quy y không được đâu, quy y làm không được, sợ tội. Tự ti mà cảm, cái đó là một cái chướng duyên rất là lớn. Thì cho nên là nghe ba điều này thì ba vị này đồng ý, đúng là mình phải cho. Cho nên bây giờ quý vị nói là bây giờ đi lên tu đi, thả người ta vậy đó ngồi, chỉ biết cho, cũng cho một cái chỗ ngồi đồng hoàng, rồi chỉ cho người ta niệm Phật, rồi nhưng mà không có cái tư tưởng người ta không có, thì bảo đảm tu một bữa sau chịu không nổi, bỏ không chịu nổi. Cho nên phải, thứ nhất là phải có cách nhìn đúng, tức là phải thay đổi cái tâm thức của mình. Thứ hai là phải có cái sự kiên nhẫn. Và thứ ba là gì? Phải có niềm tin. Mình làm cái gì quý vị muốn thành công, muốn làm được, phải chắc chắn ba điều đó. Phải thấy mình đi tu là vì mục đích gì? Để mình tạo phước, tạo đức, để chúng ta giải thoát được những khổ đau. Và nếu mà muốn được như vậy, mình hiểu rồi đó, cái đó là thái độ sống mình hiểu rồi. Nhưng mà mình không có cái sự kiên nhẫn là mình tu không được. Rồi thứ hai là mình không có niềm tin, tức là tin vào chính mình, tự mình phải thấy là mình có khả năng tu được. Mình có khả năng tu tập để được giải thoát sanh tử, để được thoát khổ đau, để được thành Phật. Mình phải có niềm tin như vậy mới được. Còn ở đây chúng ta thấy trong cuộc sống có rất là nhiều vị tự ti lắm, là không thấy, nghĩ rằng mình không làm được, khả năng mình không có, mình không chịu cố gắng nỗ lực. Thì cái đó là tất cả là nó nằm cho cái gì quý vị? Là cái tâm thức của mình đó. Giống hồi nãy đó, nó cho cần câu rồi, cho phương pháp rồi, cái đó là một vật cụ thể bên ngoài thôi. Nhưng mà quan trọng phải cho người này cái tư tưởng, phải thay đổi được cái tư tưởng sống, phải cái nhìn, tức là thay đổi được cái tâm của họ. Thì cho nên chúng ta cũng vậy, là cái tâm rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật mới dẫn các thầy tỳ kheo khi mà ngồi bàn luận đất này xấu, đất này tốt, đất này, Đức Phật nói liền, nên quan trọng cái đất bên ngoài không quan trọng, mà quan trọng cái tâm địa, cái đất lòng, đất tâm của các ông phải tự chuyển hóa đất tâm của mình. Thì quý vị thấy là cái hai cái pháp cú này cũng rất là ý nghĩa. Mà chuyển hóa đất tâm là chuyển cái gì? Là chuyển, thứ nhất là làm sao để chuyển được bốn cõi đó. Những cái cõi mà dạ ma thiên giới, ai chinh phục được địa ngục, cái tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh, tâm atula, thì người đó xứng đáng là bậc hữu học. Tức là mình sẽ chứng thấy được, mình chinh phục được những cái tâm địa đó, tức là mình sẽ thấy chứng được quả vị A-na-hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm. Và cái đó mình xứng đáng là như một ngày dẫn chứng, mà như nhiều người ngồi mà để kết hoa, để đeo tràng hoa lên rất là đẹp. Thì quý vị có ai thắc mắc gì nữa không? Hôm nay hết thắc mắc rồi phải không?